Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hỏi CTV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới các bạn ơi. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết nhập cái mã code ngày hôm qua nha. Thì nhân dịp là Play Together được 150k sub á mọi người, cho nên là nhà phát hành đã cho chúng ta một cái mã code. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cách nhập mã để mà mình để hướng dẫn cho các bạn đó biết cách nhập mã nha. Đầu tiên á, để cho mà dễ dàng hơn á, thì các bạn sẽ xài cái Facebook của mình nè. Rồi các bạn sẽ search ra chữ Play Together. Đó, các bạn sẽ vào trong trang này và kéo xuống tới cái bài mà có cái chữ là ăn mừng kênh Play Together VNG được 150.000 subscribe. Đây chính là cái mã code nè. Mã code này có tên là BTG đạt 150k sub nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bấm cái chữ xem thêm nè. Để là ở dưới đây á, thì nhà phát hành có để cái link nhập mã code ở đây nè. Thì những bạn nào mà chưa biết cách để mà lên sợ đó, thì các bạn có thể bấm vào đây là nó sẽ chuyển cho các bạn qua một cái trang web như thế này nè. Ví dụ như là các bạn đăng nhập cái Play Together của mình bằng cái gì á, thì các bạn sẽ đăng nhập bằng cái e-gang giống vậy và ở trong đây luôn nha. Thì mình đó là mình đăng nhập bằng Facebook á các bạn. Sau khi mà bấm đăng nhập xong á, thì nó sẽ hiển thị cái tên nhân vật của các bạn. Nếu như mà không phải á, thì các bạn thoát ra và các bạn đổi nick nha. Đó, thì đây chính là cái chữ là gift code. Là các bạn sẽ nhập cái code mà hồi nãy mình nói cho các bạn đó. Đó, BT đạt 150k sub. Sau khi mà các bạn nhập xong á, thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ nhận quà. Thì nó sẽ hiện ra là đó, là mình đã nhận rồi. Bây giờ mình sẽ vào game thử nha các bạn. Đây thì mình đã vào trong game được rồi nè các bạn ơi. Thì đây chính là cái phần quà combo của mình, là mình sẽ nhận được một cái hộp kim cương và một cái hộp tiền sao. Trời ơi. Thì hôm nay mình thấy nhà phát hành đã bán ra một cái chiếc xe cá mập nè. Hồi đó là màu xanh đất biển, bây giờ là màu đỏ, nhìn nó cháy lắm luôn á mọi người. Đó, ngoài ra thì mình vẫn chưa thấy cái gì mới hết. Thank you.
Xin chào.